Em xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em lại xin chia sẻ cho các bác là cách phòng và trị bệnh vàng lá chết rễ cho cây ổi Đài Loan. Thì đây như các bác cũng đã biết này. Đấy, trong vườn thì một số cây nó đã bắt đầu nác đác vàng. Các cái bệnh này gần như là nó là bệnh lấm. Có thể nó lây truyền từ cây nọ qua cây kia. Đây như chỗ này nhà em là nó có hai cây bị liền luôn. Bắt đầu sang đến cây thứ ba. Thì đây như các bác cũng đã biết là cây thứ ba là bắt đầu chớm bị Nếu bình thường cây ổi nó không bị thì nó phải xanh như này. Đây. Lá nó phải xanh như này. Lọc non đẹp. Đây là em quay thời tiết nó hôm nay nó âm u. Cho nên em phải bật đèn flash lên. Cho nên nó xem nó không được thật. Đây, như các bác em quay trở lại cái một số cây ở cái điểm này này. Các bác quan sát thì thấy cái khoảng này nó rất bị rất nhiều. Thì hôm nay em xin chia sẻ cho các bác cách xử lý nhá. Thứ nhất là do nguồn nước mình để nó bị ẩm ướt quá nhiều nên nó sẽ bị nên đóng một lớp màng rêu như này. Thì bây giờ trước tiên là các bác phải khai cái rỗng của nó cho nó thoát nước này. Đấy, thoát nước. Trước tiên là phải khai nhông để cho thoát nước đã. Và những cái cây này thì mình hay dừng lại, không cho ăn phân hóa học, cũng như không tưới vào nó nữa. Ví dụ như nhà em ở đây thì cái bếp tự động này ở cạnh cái cây này, thì em sẽ bằng cách xử lý là bịt cái bếp này lại. Và một điều quan trọng nhất là khi cây ổi của mình nó đã bị như này ấy, thì thường độ ẩm rất cao ở bên dưới. Đây như các bác biết này, cái màng rêu này, màng rêu này nhé, nó rất là gây đóng màng oxy, không cung cấp cho bộ rễ được, cho nên gây nghẹt rễ, gây vàng lá. Nó cũng như lúa của bà con mà không sụp rễ không ấy là nó gây ra bệnh vàng lùn xoắn lá trên lúa đấy. Thì trên cây ổi này cũng vậy, bà con phải dùng cái cuốc hoặc sới. Đây như các bác, em đặt giả thiết như cái cuốc này, các bác cào hết một cái lớp rêu này của nó, phá tan, gọi là mình phá tan cái lớp rêu đi. Đây như cái bên cây thứ hai này thì em đã phá màng rêu của nó rồi. Đây, đây các bác xem rêu nó đóng hết cả trên mặt như này, cây cho cây bị nghẹt, thiếu oxy, không cung cấp xuống cho bộ rễ được, gây nghẹt rễ nhá. Đây các bác xem này, rêu như này thì nếu các bác không đánh tan được cái màng rêu này ra thì làm sao mà có oxy để cung cấp cho cây ổi được. Đấy. Và sau khi đánh cái màng rêu thì các bác cào cho em cái gốc của nó ra, mục đích là để cho nắng nó chiếu vào, nó cung cấp oxy cho bộ rễ, nó sẽ không bị nghẹt rễ nữa. Nếu các bác cẩn thận thì có thể tưới cho một lần Anis hoặc Diumin thì cây của mình nó sẽ phục hồi dần dần. Khi nào cây phục hồi được thành công thì em sẽ quay và chia sẻ cho các bác xem tiếp. Sau khi các bác đã đánh tan được cái lớp rêu, xong rêu nó bao phủ bên trên,
thì các bác có thể là sử dụng vôi bột. Vôi bột này thì sử dụng trong nông nghiệp nó rất là tốt, nó vừa khử phèn khử chua, kết hợp với nó thể tiêu diệt được các loại nấm bệnh đơn giản, cũng như diệt rêu rất tốt. Thì qua video này em cũng xin chúc các bác sẽ làm được một cái vườn ổi thật đẹp, thật ưng ý. Em xin dừng clip ở đây nhé. Chúc các bác xem video vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.